Cuộc sống xa quê, xin chào tất cả quý vị khán giả, xin chào tất cả những người bạn đang xem và ủng hộ cuộc sống xa quê. Cuộc sống xa quê xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cuộc sống xa quê trong thời gian vừa qua, và cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Sáng hôm nay thì cuộc sống xa quê đi thăm cái vườn rau của mình, mà chủ yếu là đi ra thăm mấy cái chậu ngò. Mấy hôm nay bận cho nên mình cũng không có làm clip cho mọi người xem. Sẵn dịp sáng nay mình tranh thủ mình đi ra để mình quay cho mọi người xem cái mấy cái chậu ngò của mình, rồi mấy hôm nay nó phát triển ra sao nha. Xin mời mọi người cùng đi với mình. Đây là mấy cái chậu ngò mình đang đẩy, nó nằm phía trên cái kệ nè mọi người. Đó, có khoảng gần chục chậu. Mình thích trồng, nhiều bạn hỏi trồng nhiều quá rồi sao không hết. Nói chung mình thấy nó trồng được cái ngò ôm á, mình thích quá cho nên mình nhân giống mình trồng nó ra nhiều. Với lại nhà mình cũng hay ăn phở á, đỡ phải đi mua rau rồi cho bạn bè hoặc là bà con của mình một mớ để ăn. Thành ra mình trồng hơi nhiều. Đó, nhưng mà bây giờ mình mời mọi người đi xem ha. Ngò ôm nó rất là thích cái độ ẩm cao đó mọi người, cho nên mấy hôm nay mà trời nắng nóng á, để nó trong nhà đậy nó gì lại nè, nó hầm nó đổ mồ hôi nè mọi người nhìn theo đó, nó đổ mồ hôi như vậy á, nó trong mình thọt tay vô mình hầm giống như là ngồi sông vậy đó, nhìn nó mới thích đó, nó mới bỏ đọt lên nó tốt đó. Còn mà thời tiết mấy đầu mùa lạnh lạnh mới trồng mọi người nhìn thấy ra ruột đó, người thấy bây giờ bắt đầu nó buông đọt nó lên đầy thùng rồi đó, vừa nhảy con ở dưới mà vừa cao lên. Nó ngò ôm rất là đẹp mọi người, nó nhanh lắm. Cái nhà này mà mình đi vô á, cứ giống như là xông hơi vậy đó, nhưng mà lại ngò ôm nó thích. Thùng bên đây là hơi thương thưa, nhưng mà mấy cái thùng này tại trồng sau á, còn những cái thùng mà bìa đằng kia mấy cái thùng đen á, nó rất là đẹp. Mình đã thu hoạch nó, mình cắt ăn phở mấy nay à. Mình mới cho nước nó vô á, cho nước xếp xếp khoảng một lóng tay vậy nè mọi người, rồi cỡ đó được rồi, xong cái mình vùi nó bên hông một cái lỗ nè, cách chừng mặt đất trong thùng chừng khoảng một lóng tay đó, khi mà nước nó nhiều quá nó thoát ra ngoài chứ nó không ngập lên trên, nó làm cho cái úng cái ngọn của mình đó. Nước xếp xếp vậy xong mình đẩy cái cao su, đẩy cao su vậy nè, rồi cái trời nắng nóng á, nó hầm nó đổ mồ hôi như vậy mà cây ngò nó lại thích, nó phát triển. Ở bên Việt Nam thì cái khí hậu nó nóng, độ ẩm nó cao, cho nên người ta trồng ở đâu cũng được, trồng bờ ao, trồng cặp mấy cái mé sông này kia nó rất là tốt. Còn ở bên đây thì khí hậu nó hơi khác bên đó, cho nên ngò ôm cần phải có cái độ ẩm cao. Thì cái cách thức mà dâm cành rồi ngâm rồi trồng này kia mình cũng có làm mấy cái clip á, nhưng mà mọi người cũng thấy rồi đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái lúc này là nó mới tốt nè, là nhờ cái độ ẩm cao á, trời tháng nắng nóng này trồng nó rất tốt. Mùa đông trồng ngò không tốt mọi người, nó không có đủ cái độ ẩm, cho nên cái ngò phát triển chậm lắm, ốm yếu đó. Mùa này bắt đầu một tuần hai tuần nữa mọi người thấy nó sẽ đầy cái thùng nhanh lắm. Mình không cho phân bón gì hết, cái đó là mình chia sẻ thật tình với mọi người. Cái đất của mình mua là cái Miracle á, cái đất nó rất là tốt, nó có mít phân trong đó sẵn rồi, mình chỉ việc mình trộn rồi mình cho vô mình trồng đó. Đó, cái thùng này quá đẹp mọi người đó, hôm nay nó non nè, cỡ này nó cao rồi. Mấy cao su mình đẩy bây giờ nó hơi bằng mặt rồi, để mình tìm cái mấy cái bọc bự mình chùm, mình cầm cây cho nó cao lên chút mới được. Cái này nó bằng mặt nó sẽ không còn cao nữa, nó đụng cái mí cao su rồi, hôm nãy lên đụng mí cao su rồi. Quá tốt luôn, cây này ngồi nó ngon. Trời nắng nóng nó lên nhanh lắm, nó đủ độ ẩm, nó hầm á. Mình vừa trong cái nhà kính mọi người, rồi vừa đẩy nó lại. Nếu mọi người không có nhà kính cũng không sao, mình để nó ở ngoài chỗ bóng râm thì xong rồi có trời nắng rồi đó, nó cũng hơi nóng nóng rồi mình đẩy cái cao su lại là nó cũng tốt. Có nhà kính thì càng tốt, không có mình để chỗ mát mát mọi người. Chứ để nó ngoài nắng nóng quá thì nó cũng không chịu nổi. Quá trời, cái thùng này nó đẹp, nó chỉ cần hồi xưa mình không biết, mình trồng ở ngoài á, èo ọt mấy cái gì đó nhìn thấy chán lắm,
không có đẹp. Mình thử mình để một thùng ra ngoài mấy cây ở tết á, nó héo queo mà nó khô, nó không chết nhưng mà nó cằn cỗi lắm, nó không có được tốt đó. Trong này mình đậy nó lại gì đó, ngò rất là tốt, ngò con nó dưới quá trời nhiều luôn mọi người thấy không, nó nhảy con đó. Đó, vài bữa nữa, tuần sau nữa mấy mình sẽ quay lại cho mọi người xem thì nó sẽ đầy thùng hết. Mình sẽ tìm cái bọc cao su bự đó, mình đội nó lên, nó giờ là bằng mặt thùng hết rồi. Ngò đẹp, hai cái chậu này bữa cắt ăn phở rồi á. À, con nó lên mọi người, đó, nó nhảy đầy thùng, thấy mê lắm. À, mình cũng chia sẻ thật tình, nãy mình có nói mình không xài phân, xài thuốc gì hết mọi người, chỉ nước với lại cái đất đó. Chủ yếu là cái nước sền sệt, mà cái ngò ôm quan trọng là nó cần cái độ ẩm, cho nên mọi người nhớ đậy nó lại thì nó nhanh lắm. Mới trồng thì nó, mình mới trồng nó hơi eo ột lắm, nhìn thấy nó chưa tốt, nhưng mà từ lúc bắt đầu nó phát triển rồi thì nó nhanh lắm mọi người. Lúc này trở lên là mình ngò nó rất là đẹp. Còn một thùng nữa mình lên cái dãy này là mình có 2, 4, 6, 8 thùng, phía dưới còn thùng nữa, 9 thùng ở ngoài này, cái nhà greenhouse nhỏ ngoài này 2 thùng nữa. Đó. Bây giờ lên bằng mặt thùng rồi, thùng này cũng mới cắt ăn phở, ngò rất là non mà nó thơm mọi người. Nhìn ở ngoài chợ bán mắc lắm, một bọc có mấy cộng, nhiều khi đồng đồng mấy. Thành ra mình thích trồng ngò ôm là gì, nó cũng mình biết trồng rồi thì nó mình thấy nó dễ cho nên mình trồng nhiều. Nói chung đa số là khó lắm, khó trồng, tại vì nó lệ thuộc cái chỗ ở của mọi người, rồi cái khí hậu, rồi cái độ ẩm thích hợp cho nó nữa. Thành ra mình cũng không phải là dễ trồng đâu, mình biết rồi mình dễ trồng cho nên mình nói vậy. Nhiều bạn cũng vô comment nói sao mà thấy mọi người khen ngò ôm của mình không à, chậu này kia đẹp, chậu kia đẹp, không thấy ai nói là trồng thành công hay là này kia. Mình mới tập làm vườn, mình làm cái kênh YouTube này để mình chia sẻ với mọi người, chia sẻ rồi học hỏi trao đổi kinh nghiệm, chứ không phải là mình làm để mình mục đích mình kiếm tiền mọi người, cho nên mọi người thông cảm. Mình chia sẻ để mọi người ai có làm được thì làm, chứ không phải là mình vì mục đích gì. Cho nên có nhiều bạn nói những cái câu giống như mình làm mình giấu giếm này kia để mình câu like câu view để kiếm tiền. Nói chung không có chuyện đó, mình làm được, mình mong cho mọi người cũng trồng được như mình để có ngò ôm ăn thôi. Mấy cái này đâu giấu giếm để làm gì mọi người. Đó, cái kinh nghiệm bí quyết của mình bao nhiêu thì mình chia sẻ hết lại cho mọi người. Cái đám rau muống mình cắt lần thứ hai, cắt thứ hai rồi, cái lần này lần thứ ba nó lên này. Đẹp quá đẹp luôn, mình nó non. Đây là cái thau xà lách, mình bứng nó thưa thưa mà nó quá trời tốt luôn. Bữa hôm để nó dày nó không có bự, cây xà lách rất là to, mình ra trồng thưa ra. Còn cảm ơn cô Diệp, cô đã cho con học giống. Bây giờ con ương nè, cái này là cải ngọt nó lên nè. Đây là cải làm dưa, con ương nó cũng lên nè, để con ra chậu nó lớn xíu, ra chậu con trồng. Đây cải bẹ dúng. Nói chung là con ương mấy cái cải của cô cho, mấy cái rau của cô cho, con ương đã lên hết. Cái này là cái quế Việt Nam của cô nè. Rau dền tiêu của cô con cũng gãi nó lên rồi. Đây là cái thùng ngò ôm, hôm trước mình đem nó ra bên ngoài nắng, mình không đậy gì hết, mình để nó thử, để mình coi nó sao so với những cái chậu ngò ôm ở trong nhà. Thì nó vậy nè mọi người, nó chắc chắn, nó cứng cáp, nhưng mà nó không có non, nó không có lên cao, nó không có tốt đó. Cái cọng ngò ôm nó cứng mà nó không có tốt, nó nhìn thấy nó vàng vàng.
cho nên mình thấy ổn quá, mình đem quầy nó trở lại vô trong nhà để cho nước đồ kia vô để cho nó tốt lại, để ngoài mình thử gì mình biết rồi đó, là coi như mình biết mình thử cách này thử cách kia cái nào tốt để mà mình làm á, thì mình thấy nó vậy để mình biết cái đặc tính của cái cây ngò ôm này, là coi như nó không có chịu ở ngoài nắng, nó rất thích độ ẩm, đậy hầm hầm này kia, có nước sạch sạch này kia, đất sạch sạch đó, thì cái môi trường đó rất thích hợp cho nó để nó phát triển mấy cái chậu nãy mình vừa quay cho mọi người xem đó. Còn cái chậu này để ở ngoài nắng hôm rồi nè, nó không chết nhưng mà nhìn mọi người thấy không có non, nhìn cọng ngò nó già lắm, nó mình ăn đâu có được nhiều đâu. À, để mình quay cho mọi người xem để mọi người so sánh. À, sẵn dịp mình cũng quay sơ mấy cái cây ở ngoài cho mọi người xem. Đây là mấy cái dưa gang của mình, nó lên tốt quá rồi nè, màu xanh. Hai hôm nay có trời mưa cho nên nó lên xanh thẳm luôn. Mình thấy mấy bạn kia trồng trên YouTube á, dưa gang cho nó leo vàng mà người ta trồng trong cái giống như nhà kính á, cho leo lên rồi người ta chỉ để mỗi một giây một trái á, mình để mình coi một là mình cho nó bò vàng, hay là mình cứ thả cho nó bò thôi. Bên trong này là cái kinh giới của cái rau tí tô của mình. Mình thích cái tí tô Nhật này nè, ăn nó ngon lắm. Tí tô tím mình cũng có nữa, nhưng mà mình trồng cái rau tí tô Nhật này nó phía dưới một cái ô này để cho năm sau nó rụng hột nó lên. Năm ngoái mình có một cây tí tô Nhật này với lại một cây tí tô tím, mà năm nay nó rụng hột nó lên đầy chỗ nào không có hết. Đó, mình phải nhổ mấy cái tí tô tím mình bỏ bớt. Đó, mình chỉ địch chừa lại vài cây trong mấy cái chậu này cho nó đẹp nè. Đó, mà giờ nó lớn nè, cái này bắt đầu mình ngắt ăn được rồi đó. Tí tô ăn rất nên thuốc. Đó, cây to mình vô trong mấy cái chậu của mình hồng hồng nè, tại mình không muốn trồng dưới đất nhiều quá nó nhảy hột tùm lum mất công mà mình bỏ. Mà có nhiều bạn thích lắm, mình đang bứng mình cho những người quen mình họ xin đó. Tí tô tím nè, mình có 4-5 cây đủ, 5-6 cây rồi nó còn mọc dưới đất một mới nữa, nhưng mà mình thích cái tí tô màu xanh hơn. Cái đám húng cây của mình cắt ăn quá trời luôn mà nó vẫn lên xanh non. Mưa xuống là bằng 5-10 bữa của mình tưới lắm rồi, mưa chỉ một ngày hai ngày thôi là thấy nhìn thấy nó khác liền, rau cải nó xanh một cái màu xanh đặc biệt luôn. Cái đám húng lũi mình có một khúm chỗ này mà bây giờ nó non quá trời, ăn không kịp luôn nữa, cái này đâu có ăn nhiều đâu, quá trời non luôn. Mà cứ mấy cái rau này mà ra chợ mua một bịch không có nhiều hết, đồng mấy không. Bây giờ tới mùa rau nhiều quá thì tôi lại ăn hết, để nó già thì uống. Nó đang cỡ này nó quá non, nó gần già, mấy bữa nó mới lú lên nó rất là đẹp. Đây là mấy cái bầu quá trời, mình nhiều quá mình nhét đại đi. Không, cái vàng này nó chắc chắn nó cứng nhưng mà nó hơi nhỏ quá, mình không biết nó có leo đủ không. Nhưng mà cứ kệ, mình sẽ cắt bớt lá lại tiễn những cái cây nào nó tốt nó mập á, mình cho nó bò, còn mấy cây yếu thì tính sao. Nhưng mà giờ không có chỗ đất trồng với lại không có chỗ làm vàng cho nên mình nhét nó xuống đây hơi nhiều. Chỗ này quá trời bầu, rồi 3 cây 4 cây 5 6 7 8 9 gần cả chục cây bầu trong này. Rau cần ớt thì mình ăn hấm gà. Đây là 4 cái dây bí nụ mình mới trồng nó xuống nè. Mình cắt cái thùng ra mình nằm nó xuống đất đó mọi người, để cho chỗ này tại nó thấp á, cho nước đừng có ngập, nó cũng chỗ đất thấp này nó không bị ngập lên cái bí, với lại cỏ nó cũng không vô. Mình nhìn thấy riêng biệt là mình trồng nó, chứ còn trồng tàn lan dưới đất thì nó cỏ và bữa nó mịt mù, mình làm cỏ vô khó lắm này kia đó. Đó, mình nằm cái thùng xuống nè. Cách âm thùng này rất là hay, mình đã thử rồi đó. Nửa cái thùng nó xuống dưới đó thì còn lú ở trên một khúc để cho nó cao hơn cái mặt đất, lỡ mà có mưa nhiều nước ngập nó cũng không có bị úng. Mà với lại nhìn nó cũng đẹp mà không có cỏ rác rồi nó vô. Bốn cái gì bí này là bí nụ mừng, nó bò ra để mình hái cái nụ nó ăn chứ không có lấy trái, hái nụ hái đọt. Đây là bí bí nụ.
Còn mấy cái này là bí bí đỏ. Bí đỏ hôm nay nó đã bắt đầu nó bò. Nhanh lắm, bò là chuẩn bị là có trái năm nay trái sớm. Năm ngoái mình trồng trễ quá. Nên mình để cho nó bò quá tốt, mình không có ngắt đọt như kia đó nên nó không ra trái. Năm nay mình có kinh nghiệm làm gì cũng từ từ có kinh nghiệm, mình thích trồng trọt và rất thích học hỏi. Cho nên mình làm cái YouTube này để mình trao đổi học hỏi với tất cả mọi người mà yêu thích trồng rau cải, trồng hoa này kia đó. Đó là cái mỗi người có một cái đam mê. Thành ra những người mà cùng có sở thích với nhau thì có thể trao đổi với nhau được. Chứ mình làm YouTube không có bao nhiêu tiền đâu. Thời buổi bây giờ ai cũng đi làm YouTuber. Nói chung lấy tiền của mấy cái nhà quảng cáo rất là khó chứ không dễ. Mình đã bấm kiếm tiền rồi, có tiền rồi, nhưng mà mỗi một tháng mình cũng chia sẻ thật tình với mọi người mình được khoảng chừng 300 mấy thôi. Thì cái tiền đó mình đủ mình mua phân, mua đất, mua giống này kia. Nhưng mà nó rất là vui. Mình làm thêm một ngày hai ngày mình có 100-200 rồi, nhưng mà nó thấy nó bình thường. Còn mình khi mà mình lấy được cái tiền của YouTube á, mình rất là vui mọi người. Mình không gặp mình để đó, mình không có xài cái số tiền đó. Từ hồi tháng 10 tới giờ mình đã có tiền của YouTube. Nó không có nhiều, để mình nói cũng chia sẻ đây cho mọi người hiểu. Nhiều khi mọi người tưởng đâu là làm YouTube có tiền nhiều, thành ra mình trồng này kia mình cứ câu like, mình làm cho nó tốt, cho nó đẹp để cho mọi người xem nhiều này kia. Thực tình thì mình không có nghĩ mấy cái chuyện đó và mình cũng không có làm mấy chuyện đó. Mình có sao mình chia sẻ thật tình hết, mà trồng được không được thì nó cũng tùy thuộc vào cái thời tiết, cái chỗ ở này kia, nó rất là khó. Với lại mình nói chia sẻ nó cũng chưa có trên mạng, mình nói nhiều khi mọi người cũng hiểu không có hết á, hoặc là mình không có thấy thực tế để mình làm thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà nghĩ mấy cái bí quá trời tốt.